chèn ép thì mua hai trái dừa với giá 300.000. Theo báo Dân Trí chia sẻ thì dạo bước trên vỉa hè quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, ba du khách Đức đã bị chèn ép. Xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải. Và hôm nay tối ngày 30 tháng 3 2023 thì tại Hải đã có mặt tại con đường Phạm Hồng Thạch, và phía trước của mọi người là nhà thờ Đức Bà. Hôm nay thì mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo đêm cùng với Hải. Thì ở bên phía bên nhà văn hóa thanh niên thì đang tổ chức lễ hội bánh mì ở tại khu vực đấy, thì Hải mới vừa quay xong, thì hôm nay thì tiện thể qua đây thì Hải quay và cập nhật cho mọi người xem về tình hình về Sài Gòn, cũng như là mình đi qua nhà thờ Đức Bà rồi về phố đi bộ Nguyễn Huệ, và cập nhật một cái thông tin khá đáng buồn thì ngày hôm nay trên báo Dân Trí có đưa, thì lát nữa sẽ dừng lại và đọc cho mọi người cùng nghe nhá. Thì hôm nay tại cà phê Bệt tại nhà thờ Đức Bà thì mọi người thấy là rất là đông đấy. Ở bên công viên này cũng vậy, đôi bạn trẻ đang ngồi nói chuyện cùng với nhau, hay hàng rong mà em đứng chào và rất là to luôn. Hôm nay ngày trước thì cái đây họ một tuần thì đã dẹp hết những cái cà phê Bệt này, ngày hôm nay thì thấy là bán lại trở lại rồi. Cũng như là phía bên chỗ nhà thờ thì cũng vậy á, mình cùng đi sang bên đấy xem sao nhá. Đây cũng rất là đông và tấp nập này, mọi người thấy không, cà phê Bệt tại khu vực này chỉ được vài hôm mà đâu lại vào đấy, rất là nhộn nhịp cảnh về đêm này. Đây đó nhà thờ, mọi người thấy không, rất là nhộn nhịp luôn ở ngay góc khu vực này. Bây giờ mình cùng vào với con đường Đồng Khởi nhá. Bây giờ mình cùng vào con đường Lý Tự Trọng rồi mình ra con đường Hai Bà Trưng, mình vòng về đường Tôn Đức Thắng nhá. Đôi khi đi ngược chiều, đi mình đi đúng chiều này mình quay mặt thế này, trước có cái xe là cũng hơi ngắn ngán rồi đấy. Mình người ta đi ngược chiều nhiều quá. Đây thì bây giờ hai xe rẽ trái và vào con đường Lý Tự Trọng nhá. Ở hai bên đường Lý Tự Trọng này thì mọi người thấy cũng là những cái gánh hàng rong và những cái xe đẩy này đang bán hàng rong tại khu vực này. Bên chỗ Vincom thì đang vận chuyển đồ. Ở khu vực này thì mọi người thấy ngày hôm nay có vẻ là cũng bớt nhộn nhịp hơn so với mọi hôm. Khu vực này thì những ngày cuối tuần thì sẽ là nhộn nhịp hơn rất là nhiều so với những ngày bình thường. Và cái bên này thì bên Grab đang ngồi chờ khách. Năm nay thì Grab có vẻ là làm ăn khó hơn so với mọi năm rất là nhiều. Giờ ít người đang chạy Grab, ít người người ta đi Grab ấy, nên các anh Grab đây khu vực ngồi vắng. Thì phía trước mọi người là con đường Hai Bà Trưng giao nhau với con đường Nguyễn Du nha, con đường Lý Tự Trọng nha. Bây giờ hai xe rẽ vào con đường Hai Bà Trưng. Đây khu vực này thì có một căn nhà đã dán biển cho thuê rất là lâu rồi, mà cũng phải chẳng phải cho thuê đâu, cái này là bên bất động sản nó dán đại, lúc nào mà không có người nó dán trộm lên thôi, chứ còn thực ra thì chủ nhà người ta không cho thuê tại khu vực này. Thường thường người ta cho thuê thì người ta sẽ lên và dán những cái tờ băng rôn rất là lớn. Đây mình chạy thẳng là mình về với cái đường Tôn Đức Thắng cũng như là công trường Mê Linh nhá. Đấy về đêm tại khu vực đường Hai Bà Trưng này khá là nhộn nhịp và đông vui mọi người. Người nhìn các quán nhậu này rất là nhộn nhịp luôn. Vừa gặp một em khá là mát mẻ và xinh tươi. Xe. Mày cứ đứng khu vực này thấy là xe đi lại rất là nhộn nhịp luôn. Và đứng ở đây Hải cũng cập nhật cho mọi người cái thông tin luôn. Đây cái thông tin rất là đáng buồn về một số người bán hàng rong tại Sài Gòn này. Thì sáng ngày hôm nay thì Hải thấy có cái thông tin trên báo báo Đời Sống có đưa như sau, thì Hải sẽ nói du khách, ba du khách Đức bị chặt chém với giá là 300.000 hai trái dừa tại thì mọi người cũng biết là nếu mọi người đi quanh cái dọc về chỗ Dinh Độc Lập thì cũng sẽ thấy là có những người quấy hàng rong bán ở khu vực đấy, quấy dừa cũng đi theo khách để trèo néo khách. Thì mọi người thì hôm nay thì báo Dân Trí có đưa như sau, khách Tây bị chèn ép thì mua hai trái dừa với giá 300.000,
Theo báo Dân Chí chia sẻ thì dạo bước trên vỉa hè quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, ba du khách Đức đã bị chèn ép mua dừa với giá trên trời. Thì trưa ngày 29 tháng 3 sau khi tham quan chợ Bến Thành, nhóm ba du khách người Đức đi bộ quanh khu vực Dinh Thống Nhất, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 khoảng 11:30, một người đàn ông mang đoàn gánh trên vai tiếp cận và mời mua dừa. Khi cả ba đều lắc đầu từ chối, người đàn ông tiếp tục bám theo hết rất nhanh chóng. Người này đã khui ra hai trái dừa đặt vào tay hai du khách và nói giá 300.000. Và du khách có chia sẻ như sau: đây là lần đầu tiên họ tới Việt Nam và ở thành phố Hồ Chí Minh 3 ngày và chưa bao giờ gặp cái tình trạng tương tự như thế này, họ cảm thấy rất tồi tệ. Đó là du khách nữ chia sẻ để mọi người thấy rồi. Cái tình trạng bán hàng rong ở khu vực này, nếu mà cái này là tình trạng chung thì không phải là tại đó nữa. Nhiều khi mình đi du lịch cũng vậy, em bị chặt chém rất là, nên cái này là rất mong lực lượng công an chức năng đưa vào để mà xem xét như thế nào, bỏ qua để xử lý những cái trường hợp mà chặt chém khách du lịch ảnh hưởng tới ngành du lịch của Việt Nam. Nên là một con sâu làm dầu nổi canh luôn đấy ạ. Cái thông tin này thì Hải mới được nhận được tối ngày hôm nay, nên Hải cập nhật để giới thiệu cô chú anh chị các bạn mình biết để mà sao có mình tránh nhá khu vực này. Đấy, những cái hiện trạng như vậy. Bây giờ mình cùng đi tiếp nha mọi người. Đi ra con đường Tôn Đức Thắng. Ê, Hải thì gặp những cái gánh hàng rong rất là nhiều. Cứ từ khoảng trưa sẽ các anh ấy sẽ quẩy cái gánh ở trên đấy có thêm vài trái dừa nữa. Đi theo những cái du khách nước ngoài để chào bán, cũng như là du khách nước ngoài thì nhiều khi người ta hiếu kỳ thấy quái gánh, người ta sẽ xin lỡ lại để quái thứ và chụp hình đấy, rồi sau đấy là chèo néo khách mua cũng là trái dừa thì đắt lắm, cũng đến 50.000 một trái thôi, nhưng mọi người thấy chém kia 150.000 một trái dừa, hai trái 300.000, khách ngã ngửa luôn đó. Đây mình chờ ra đến khu vực này mọi người. Đây, công trường Mê Linh vừa mình mới đi qua. Bây giờ mình ra con đường Tôn Đức Thắng. Ở khu vực này thì khá là nhộn nhịp về đêm luôn. Ở đây này thì lâu lâu thì có cái khách sạn 6 sao là ở đây đẹp, rất là đẹp. Còn đứng theo xa thì mình nhìn thấy cái tòa Vietcombank, tòa khách sạn Mê Linh cũng khá nổi bật tại khu vực này. Đây, phía trước có mọi người là tượng đài Đức Thánh Trần. Thì không hiểu sao hôm bữa Hải ghé lại bật hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp, đến vài ngày hôm nay thì Hải để ý thì không thấy có bật đèn chiếu sáng nữa. Cái lượng xe đi lưu thông trên con đường Tôn Đức Thắng lại rất là nhộn nhịp. Đã được dẹp đi rất là nhiều. Đây cũng bớt đi được cái tình trạng lộn nhôm tại bán hàng rong tại công viên Bạch Đằng. Bây giờ thì nếu mà dẹp được nữa, dẹp ngay chỗ phố đi bộ nữa là khung cảnh nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bây giờ mình cùng vào phố đi bộ, sau đấy mình về chợ Bến Thành nha. Về đến chợ Bến Thành thì Hải mới vừa nhận được cái thông tin nữa là khá là mừng, thì lát nữa mình tới đấy mình sẽ đề cập nha mọi người.
nào là ngớt người, chỉ có Tết để chặn đường hai đầu với không có người, và không phải là không có người, không có xe lưu thông nữa, còn người đứng nghịt đường. Đấy, khu Tết thì Hải quay cho mọi người xem đấy. Đấy, bây giờ lượng người đổ ra không biết mấy đằng rất là đông này, cũng như là nhộn nhịp hơn và đem tại khu vực này.